danh tiếng vang xa, tương lai của bạn rất huy hoàng. Bởi vì bạn rất sáng suốt khôn ngoan khi lựa chọn những hành động của mình mang lại giá trị cho chính bạn và cho tất cả những người xung quanh bạn. Một người đối diện với những chướng ngại, mất cân bằng, thậm chí là hậu vận không tốt là bởi vì chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân của mình, quên đi nghĩ đến giá trị bền vững lâu dài, đó là mang lại những lợi lạc cho cộng đồng của họ, cho lợi ích tập thể. Khi tâm của bạn không chướng ngại, bạn nhận thức rất rõ ràng trong mỗi hành động của mình, những giá trị tích cực của mình tạo ra để phụng sự cho cộng đồng thông qua những sản phẩm dịch vụ của bạn đều là những ý định rất trong sáng, thuần khiết, muốn mang lại lợi ích cho những người xung quanh bạn và cho chính bạn. Và khi bạn kiên định, cam kết, thể hiện tình yêu trong mỗi hành động của mình, bạn sẽ tránh xa những tai ương trong cuộc sống, tránh xa những rủi ro không cần thiết và hậu vận của bạn rất tốt đẹp. Chính lòng tốt, sự tử tế lương thiện của bạn thể hiện rõ ràng qua những giá trị từ sản phẩm, dịch vụ của bạn sẽ lan tỏa khắp muôn nơi, khiến danh tiếng của bạn ngày càng vang xa, vô số phước lành đến với cuộc sống của bạn.